Mình bắt đầu thì mình sẽ lên sân khấu để mình chào chúc. Thì mình chào chúc thì mình sẽ tới phần này. Nhưng mà trước khi lên sân khấu thì mình sẽ phải chỉnh cái tư thế của mình. Thì mình mới bắt đầu chào chúc. Mình cầm táp, đó, mình đứng đúng tư thế. Cái mic của mình để cách cái khẩu mình khoảng 2-5 cm. Sau đó mình sẽ cúi chào nhẹ. Đó, mình mới bắt đầu cái phần chào chúc. Hân hoan chào đón quý vị đang hiện diện tại nhà hàng Nam Bộ ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin được thay lời cho hai bên gia đình. Xin được thay lời cho gia đình, nếu như là tiệc vui thôi, xin được thay lời cho gia đình gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mình giơ tay mình chào, rồi mình cúi chào sau một cái, rồi mình mới bắt đầu tuyên bố lý do và mời nhân vật chính rồi. Hân hoan chào đón. Rồi mình hít một hơi cách để mình lấy bình tĩnh khi mà mình bị mất tập trung hoặc là mình đang run trên sân khấu, đúng không? Thì mình hãy hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, sau đó mình thở ra từ từ, rồi mình sẽ lấy bình tĩnh, mình nói lại từ đầu không sao cả. Rồi, ok ạ. Hân hoan chào đón, chào mừng quý vị đến quan khách đang có mặt tại nhà hàng Nam Bộ để cùng tham dự tiệc mừng sinh nhật lần thứ 9 của bé Hải Minh ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, cho phép MC Huy Huỳnh xin thay lời cho bé Hải Minh cùng với bố mẹ bé là anh chị Huỳnh Ngân gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và lời chào lòng nhiệt nhất. Tay đi ạ. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những giây phút đặc biệt trong năm, và ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt đối với bé Hải Minh cùng với gia đình, vì từ ngày hôm nay bé đã bước sang tuổi mới với nhiều niềm hy vọng mới. Và đặc biệt hơn nữa, khi được đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương, những lời chúc ý nghĩa và những món quà xinh tươi đến từ những người thân của bé cũng như gia đình bé và tất cả quý vị đang có mặt tại ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta đang cùng dành một tràng pháo tay thật lồng nhiệt để chào đón nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bé Hải Minh cùng với bố mẹ bé là anh chị Huỳnh Ngân xin sẽ hiện diện trên sân khấu ngay lúc này. Xin mời anh chị. Rồi, khi mà chúng ta lưu ý nhé, khi mà nếu như mà chúng ta mời các cái nhân vật chính lên sân khấu thì khi mà chúng ta mời một lượt thì chúng ta đừng đọc sáng bất cứ một cái tên nào cả, chúng ta đọc từ từ như nhau. Xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B cùng anh Nguyễn Văn C sẽ cùng hiện diện lên sân khấu. Và một tràng pháo tay của quý vị để chào đón gia đình, xin mời. Khi đó thì người ta mới vỗ tay, người ta chào đón tất cả. Còn nếu mà chúng ta mời lên sân khấu mà chúng ta đọc sáng một tên, sau đó chúng ta đọc tối lại những cái tên tiếp theo thì nó sẽ ra cái câu chuyện là xin được mời lên sân khấu anh Nguyễn Văn A, người ta vỗ tay rồi. Sau đó chị Nguyễn Thị B, anh Nguyễn Văn C, không ai vỗ tay cả, thì những người lên sau họ cảm thấy rất buồn. Rồi, anh tiếp tục một phần tiếp theo nữa nhé. Quý vị thân mến, và sự hiện diện trên sân khấu lúc này là nhân vật chính của chúng ta, bé Hải Minh cùng với bố mẹ. Và giờ đây, để bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến sự hiện diện của tất cả quý vị trở về đây cùng chung vui trong tiệc mừng sinh nhật của bé hôm nay, xin mời bố mẹ bé sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn gửi đến toàn thể quý vị. Xin mời anh chị. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngay sau đây chúng ta cùng nhau chúc mừng đến sinh nhật lần thứ 9 của bé Hải Minh trong một không khí vui tươi, ý nghĩa nhất. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hát vang câu ca khúc mừng sinh nhật trên nền nhạc. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo xin mời anh chị cùng với bé sẽ tiến về phía chiếc bánh sinh nhật để cùng thổi nến cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất dành cho bé. Vâng thưa quý vị, giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng rót đầy ly, cùng nhau nâng ly thật cao và hô thật to tiếng rô sau 3 tiếng đếm của MC để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng đến sinh nhật lần thứ 9 của bé. Quý vị nhé.
Rồi, bây giờ thì Hoàng sẽ hướng dẫn cho các anh chị về cách để chúng ta mời khán giả nâng ly luôn nhé. Thì khi mà chúng ta mời nâng ly thì chúng ta sẽ mời như sau. Và ngay bây giờ Huy Hoàng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng rót thật đầy ly của mình, nâng thật cao và hô thật to sau 3 tiếng đếm để cùng chúc mừng đến ngày sinh nhật của bé Hải Minh ngày hôm nay quý vị nhé. Quý vị đã sẵn sàng thế nào? Đấy là để chúng ta hỏi, để chúng ta tạo sự tương tác. Quý vị đã sẵn sàng thế nào thì ở dưới sẽ hô sẵn sàng đúng không ạ? Và bây giờ 1, 2, 3. Đó, nó sẽ có một cái sự bùng cháy, sẽ có một cái không khí ở dưới. Còn nếu như mà phần đấy chúng ta dẫm mà nó không có cảm xúc thì sẽ không có ai nâng ly, không có ai dô cả. Ví dụ, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chúc mừng đến ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng nâng ly để cùng chúc mừng. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị sẵn sàng chưa? Sao không ai sẵn sàng hết rồi? Rồi, rồi anh ơi, kết thúc luôn nhé. Rồi, kết thúc đi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình bé sinh nhật của bé Hải Minh cũng đã khép lại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 9 của bé. Một lần nữa em xin thay lời cho gia đình của bé cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã đến đây chung vui của ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình lựa chọn tên đơn vị tổ chức. Có những cái phần ở trong kịch bản này thì đó là cái phần thích nốt để cho mình biết là cái kịch bản nó như thế nào. Ví dụ chẳng hạn, cảm ơn quý vị đã lựa chọn Tây Nguyên Phim là nơi diễn ra sự kiện trọng đại này. Xin chúc cho quý vị sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng và hạnh phúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và kính chào. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiệc sinh nhật của bé Hải Minh cũng đã khép lại buổi tiệc sinh nhật lần thứ 9 của bé. Một lần nữa MC Huy Huỳnh xin thay lời cho gia đình của bé cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã trở về chung vui trong ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình đã lựa chọn nhà hàng Nam Bộ đơn vị tổ chức. Cảm ơn anh rất nhiều. Thì mình về mình sẽ cần phải luyện tập thêm nữa. Mình sẽ cần